Hello mọi người, nếu như mọi người đang có nhu cầu để chơi figure, mô hình hay là Gundam các kiểu thì mọi người có thể truy cập vào fanpage Tiệm Net để có thể mua, để có thể tìm kiếm những cái sản phẩm mô hình giá rẻ nó phù hợp với tất cả mọi người. Đấy, link cái fanpage mình để dưới phần mô tả video thì anh em có thể xuống phần mô tả video để click vào, hoặc là có thể search ở trên Facebook cụm từ Tiệm Net và truy cập vào tìm kiếm sản phẩm mà các bạn yêu thích cho mình nha. Cảm ơn anh em và rất mong anh em ủng hộ mình. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Lâu lắm mới làm OMGRQ nhỉ. Mai thì sẽ tiếp tục tới với những cái nội dung mà từ trước đến giờ chắc chỉ có một mình kênh mình làm. Chính là những cái nội dung update sắp tới của OMGRQ Trung Quốc. Thì như tiêu đề của video các bạn có thể hình dung ra trong nội dung video này cái chủ chốt là cái gì? Đó chính là việc nâng cấp Thái Kim của bốn con tướng thứ 16 cuối cùng, đó chính là Chu Du, Trương Liêu, Triệu Vân và Lữ Bố. Với cái hình ảnh đang hiển thị đây thì nó sẽ hơi khó nhìn một tí. Bây mình zoom to ra như thế này thì anh em có nhìn nó có dễ hơn không nhỉ? Xem nào. Đây là cái hình zoom to ra một tí cho mọi người hình dung nhé. Đây, góc này chắc là đây là Lữ Bố này, đấy, Trương Liêu này, Triệu Vân này và Chu Du. Thật ra là hình ảnh của chúng nó cũng khá là mờ, không rõ nét cho lắm. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn rõ ra là ở trạng thái Thái Kim thì cái tông màu nó vẫn vậy, và những cái đường nét ở những cái bản Thái Kim khác thì nó vẫn được thể hiện ở trong cái bọn Thái Kim này. Đấy, tóc dài ra như kiểu là lên siêu xây ra ấy, xong rồi mắt thì vàng các kiểu. Đấy, tông màu thì đỏ vàng là chủ chốt. Đó, nhìn khá là đẹp. Nội dung thì xoay quanh câu chuyện bây giờ sẽ là kỹ năng của chúng nó khi mà nâng cấp lên Thái Kim bậc cuối cùng nó là gì thôi. Cái đấy thì chúng ta chưa biết được. Thật ra cái câu chuyện mà nâng bọn này lên Thái Kim nó đã có rất lâu rồi. Ở bản update Trung Quốc ấy thì nó như nào, có nghĩa là nó mở update lên Thái Kim nhưng mà nó không mở bậc cuối. Đấy, riêng cái đám thứ nhất 16 này này thì nó mở cho các bạn nâng cấp được lên Thái Kim, nhưng mà nó sẽ không mở Thái Kim bậc cuối cùng. Đấy, nó sẽ không mở Thái Kim bậc cuối cùng. Đó, những cái đấy thì đến khi này, đến đến đợt update tháng 4 này thì khi mà nó chính thức mở thì nó mới bắt đầu cho các bạn xem cái tạo hình nhân vật của Thái Kim và cái kỹ năng của nó. Đấy, nhưng mà cá nhân tôi thấy thì tôi thích cái tạo hình này, đặc biệt là cái tông màu này là tông màu có lẽ sẽ là tông màu chủ đạo mà các bạn cũng đã khá là quen thuộc, như kiểu Lữ Bố tông màu này thì các bạn chắc là các bạn sẽ không lạ gì này. Triệu Vân cũng vậy, Triệu Vân cũng đã có một cái bản update là kim thì phải, nó cũng có cái dạng tông màu kiểu như này. Chu Du cũng thế, chỉ có Trương Liêu thì nó nhìn nó cũng hơi khác đi một tí thôi. Đấy, nhưng mà đẹp thì đây tôi thấy là có lẽ sẽ là Lữ Bố, tôi nhìn có lẽ Lữ Bố sẽ là con đẹp nhất trong cái đám update này. Đấy, ở đây thì nó mới chỉ đưa thông tin update thôi. Đấy, tiếp theo nhé, chúng ta sẽ có cái gì? Đây chính là skin các bạn. Skin này là skin độ thế hành giả. Ừ, skin mang tên là độ thế hành giả. Đấy, với các cái tạo hình chủ chốt như kiểu nhân vật nữ lấy tạo hình từ quan quan Thế Âm đấy, còn nhân vật nam lấy tạo hình như ai đây, nhân vật nam thì đây nó cũng không ghi. Ừ, của Tăng Lữ. Ừ, nhân vật nam mà lấy tạo hình của Tăng Lữ, còn nhân vật nữ là lấy tạo hình của Quan Thế Âm. À, đây là cặp skin mới sẽ được ra mắt tiếp theo nhá. Con thần thú mới các bạn, con thần thú mới. Con này có tên là Cửu Linh, cái đấy gì đây, mẹ cửu cửu là chín. Ok, Cửu Linh Thánh, Cửu Linh Thánh gì, à Cửu Linh Nguyên Thánh. Ok, Cửu Linh Nguyên Thánh, đây sẽ là con thần thú tiếp theo sẽ được update ở trong bản update tháng 4. Thần thú thì nó cũng không phải là câu chuyện gì nó quá là kinh khủng, bởi vì số lượng thần thú update bây giờ cũng nhiều rồi, mà cá nhân tôi cũng chưa review hết cơ mà, có mấy con chưa đụng vào. Đây, đây sẽ là cái mà các bạn sẽ ngóng chờ nhất, mà nó tạo ra một sự mới mẻ trong OMGRQ, nhưng mà nó chỉ là mới mẻ trong OMGRQ thôi chứ nó không mới mẻ trong các tựa game khác. Đấy, đây là tính năng slot tướng tiếp theo. Đấy, slot tướng tiếp theo. Đá ra ngoài một tí nhá, tôi không chơi nhiều game Tam Quốc ở thị trường Việt Nam bây giờ đâu, ở game quốc ta ở thị trường Việt Nam ấy thì không nhiều lắm. Ở đấy thì tôi có thấy là con Tân Om Jibaku nó có các mở các slot tướng nhiều trong trận lắm. Slot tướng thứ 7, thứ 8 giờ là lên slot tướng thứ 9 ở trong trận rồi. Ừ, slot tướng thứ 9 ở trong trận. Đấy là nó mở slot nhân vật, nghĩa là con nhân vật đấy nó có kỹ năng, nó có trang bị các kiểu. Đấy, còn ở một vài tựa game khác nữa như kiểu là
như kiểu là con Tam Quốc Chí Huyễn Tưởng chẳng hạn, thì Tam Quốc Chí Huyễn Tưởng nó cũng có nhân vật thứ bảy, nó chính là nhân vật chính, nhân vật thứ bảy nó chính là con nhân vật chính luôn, nhưng mà nó lại là slot thứ bảy giống như kiểu thần thú, nó kiểu là một slot đứng bên ngoài giống kiểu thần thú mang thiên tướng hỗ trợ và nó có kỹ năng, tuy nhiên thì nó không có trang bị, nó không có lắp trang bị gì cả, các bạn chỉ nâng cấp như chỉ có skin thôi. Thì trong game này OMG thì nó có nhân vật chính rồi, nhưng mà đây nó mở thêm một slot thứ bảy của nhân vật nữa, con này là Quách Gia các bạn, Quách Gia đấy cụ thể luôn, đây là con quân sư ở có lẽ cái slot này nó gọi là slot thứ bảy này, con đặt tên là quân sư điểm, ừ, quân sư Quách Gia đó. Thì cái câu chuyện bây giờ là nó sẽ như thế nào, nó sẽ là phiên phiên bản như thế nào, sẽ là phiên bản có mang trang bị là slot tướng thứ bảy ở trong trận, hay nó là vị trí hỗ trợ giống như kiểu một con thần thú, à, giống như kiểu là main bị đẩy sang slot thần thú giống như Tam Quốc Chí Huyễn Tưởng đấy, câu chuyện đó là như vậy, nhưng mà chúng ta biết được là chắc chắn nó sẽ là slot thứ bảy ở trong trận đấu đấy, nó sẽ là slot thứ bảy ở trong team, quan trọng là nó là tướng như các vị tướng bình thường hay nó là một con giống hệ thần thú thôi, thì thôi lúc nào game update cái này thì chúng ta mới có thể nắm được, mà update cái này thì nó còn phải sở hữu được cơ, thì chắc phải nhờ mấy ông top rồi, nhưng mà đây chúng ta sẽ có một tạo hình mới khá là lạ mắt. Mặc dù thì Quách Gia thì nó là một vị tướng đã có trong game rồi. Ừ, nó đã có trong game rồi. Nhưng mà thực ra thì như ở trong Tân Hoàng Diệu Bá Quy nhá, nó cũng có slot tướng thứ thứ 9 thì phải, slot tướng thứ 9 là con Quan Vũ, nhưng mà nó là một dạng Quan Vũ khác. Đấy, thì trong game cũng có Quan Vũ rồi, nó là dạng Quan Vũ khác. Mà Om Diệu Quy với Tân Om Diệu Quy nó lại cùng một nhà phát hành, thì tôi nghĩ nó sẽ thiên hướng ăn theo cái bản Tân Om Diệu Quy nhiều hơn. Tôi nghĩ nó sẽ update từ kiểu đấy nhiều hơn. Chứ còn nếu như mà giống 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 Tam Quốc Chí thì tôi nghĩ nó sẽ là kiểu thuần là nó là một con nhân nhân vật slot bổ sung vào trong trận, nghĩa là nó vẫn vào được trong trận, nó vẫn đứng ở trong trận, nó vẫn tham gia chiến đấu và nó vẫn có thể chết. Đấy, chứ nó không phải là kiểu như thần thú. Đấy, nó vẫn có thể trang bị. Tôi nghĩ vậy, tôi nghĩ đây là slot kiểu kiểu như vậy, nhưng mà mọi thứ thì để nó update cho chúng ta mới nắm được. Bây giờ chúng ta chỉ có cái demo của nó thôi và cái thông báo thôi. Còn bản update này thì chưa. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái hồn kỹ. Hồn kỹ mới các bạn, chúng ta sẽ có thêm một cái hồn kỹ tên là Ma Phệ Chi Diệt. Chi Diệt ở Ma Phệ Chi Diệt. Phẩm ám kim. Phẩm ám kim. Đây, đây là cái hồn kỹ mới. Và cuối cùng đó chính là túi gấm, thì các bạn sẽ có thể nâng cấp lên Thái Kim. Nâng cấp lên Thái Kim không? Đúng rồi. Túi gấm nâng cấp lên được Thái Kim các bạn. Đó, ok. Trên đây là toàn bộ những cái update, thông tin update trong cái bản update tháng 4 này của OMG Trung Quốc. Sẽ có rất nhiều cái để ngóng chờ và sẽ có rất nhiều cái hay ho chúng ta có thể xem trong thời gian sắp 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 tới. Mong rằng là những cái video như thế này thì sẽ giúp cho các bạn có động lực hơn, hay là có những cái trải nghiệm vui hơn với Tom Quy, nó là sẽ coi như là một kỷ niệm thôi. Ok, bây giờ thì xin phép kết thúc video ở đây thôi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ video của mình đến thời điểm này. Còn bây giờ thì xin chào lại anh em cáo giải tiếp theo nhé. Bye bye mọi người. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với shopmonsu.com. Đây là địa chỉ mua bán, địa chỉ giao bán arc game ở trên kênh của mình. Thì ở trên website của mình, anh em có thể tìm mua những cái tựa game mà anh em mong muốn. OMG3Q, đấy, rất nhiều tựa game ở đây. Đa phần sẽ là OMG3Q là khá nhiều. Tại đây thì các bạn có thể lọc game để tìm những cái arc OMG3Q mà các bạn mong muốn. Bấm vào đây sẽ có thông tin đầy đủ của chủ arc để anh em có thể liên hệ và hỏi mua, giá cả đầy đủ, hình ảnh của arc. Ngoài ra, nếu như anh em muốn giao bán arc lên shop arc của mình thì có thể liên hệ với mình bằng đường dẫn Facebook ở dưới phần mô tả video. Tất nhiên là mất phí rồi. Đó. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep, and you and I.